Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh được Ủy ban dân tỉnh cấp kinh phí 5,2 tỷ đồng thực hiện 20 chương trình nhiệm vụ khuyến công địa phương và tiết kiệm năng lượng. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nghiệm thu 3 trên 8 đề tài hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Trung tâm cũng phối hợp tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 7 huyện thị thành. 78 trên 114 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, 35 trên 76 sản phẩm được công nhận cấp tỉnh, 27 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 được đăng ký tham gia cấp khu vực phía Nam.